2018 rồi, giáo dục sắp thành giáo dục rồi, Chibu sắp thành ca sĩ rồi mà vẫn có người comment hỏi: anh ơi, con gái có nên tỏ tình trước hay không? Em sợ bị quê lắm. Sợ bị quê thì đừng có thích, thích mà không nói ra cứ để trong lòng thì cố mà cắn răng chịu đựng đi. Nhưng mà nhỡ đâu nó không thích, chỉ là mình ảo tưởng. Thì nhỡ đâu nó không thích thì sao? Ừ thì chưa thích nhưng mà nhỡ đâu nói ra nó lại mở lòng. Con gái cắt cổ thì phải đẹp trai, trí thức, bụng đầy trứng, ngồi xe riêng động cơ 4 người rước thì mới chịu làm quen. Còn con trai chúng tôi chỉ cần một người biết quan tâm, thương yêu mình thật lòng, thế là được. Nhưng mà mình là con gái, từ xưa đến nay chuyện chủ động phải là con trai. Thế cố gắng tranh đấu bình đẳng giới để làm cái gì? Luôn đòi hỏi thêm quyền lợi, xóa tư tưởng phong kiến, trong khi những cái cổ hủ như thế này thì khôn như thế để mà bất tử đỡ phải tốn tiền mua bà thờ à? Nhưng mà là con gái thì phải có giá, phải có giá. Giá mua ngoài chợ 2.500 một lạng, gặp con mẹ nào cân điêu thì 30 một cân. Nói con gái phải có giá, thế hóa ra đàn ông chúng tôi là kèo bọt cỏ rác không bằng cây hành cọng rau bán ngoài chợ à? Xỉ nhục nhau như thế có thấy vui không? Có thấy vui không? Có thấy vui không? Còn 2k ít tin rồi, vẫn giữ cái tư duy: thương ai sẽ bị từ chối như lát phát tát vào mồm, thương ai có cũng có bái nhưng vẫn sợ gọi là em gái. Chưa làm chỉ sợ thất bại thì tốt nhất là cứ ngồi đó dành cả tuổi thanh xuân mà chờ đi. Chờ một ai đó sẽ chủ động inbox bắt chuyện mỗi khi bạn buồn. Chờ một ai đó rảnh rỗi suy nghĩ về những cục thính mén dính do bạn tạo ra. Và chờ một ai đó trong một ngày bão tố dở dời, người đó đăng một cái caption yêu thương dài như cổ cậu vàng chờ lão hạc dành cho bạn. Làm sao mà loát mãi không nổi một cái tin trên new feed ấy. 3G của em cùi quá, suốt ngày phải chờ. Chờ gì thì chờ, chứ đừng chờ vì thiếu 4G. 4G Viettel, giá rẻ, sóng khỏe, lót nhanh như cách nghiếu cũ đá bạn. Liên quan. Dành thời gian để chờ, rồi dần dần bạn sẽ nhận ra một điều: chờ đợi chẳng bao giờ là hạnh phúc cả. Bạn chỉ như đang ngóng chờ một ai đó ban cho mình cơ hội mà thôi. Tuổi trẻ thì không dài, mà đời thì gặp được mấy ai ưng ý. Vậy thì tại sao chỉ vì tiếc một lời nói mà lỡ mất một người khiến cho bạn có niềm tin? Thích thì cứ nói ra cho thỏa nỗi lòng, không may bị từ chối, đau một lần rồi thôi, còn hơn giữ mãi không nói ra để rồi một ngày có đứa khác hốt mất thì lại thốt lên: duyên phận, ta có duyên mà chẳng có phận. Nứng vả mong manh. Bớt đổ tại tâm linh khi lỗi ở bản thân không quyết đoán đi. Hạnh phúc là do bạn quyết định chứ đừng chờ mong một ai đó sẽ đem đến. Be happy. Thế nha.